Như thông lệ hàng năm, Chùa Đạo Quang năm nay đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm Quốc Hận lần thứ 42 tại khuôn viên Chùa Đạo Quang tại Ga Lình. Buổi lễ đã được diễn ra long trọng và trang nghiêm bên ngoài sân chùa, mặc dù gió thổi lớn và khá lạnh. Mở đầu là phần chào cờ Việt Nam Cộng Hòa và phút mặc niệm do ban nhạc Chùa Đạo Quang phụ trách và với ban văn nghệ thiện nguyện. Phút mặc niệm. Sau đây là một phút mặc niệm. Phút mặc niệm để tri ân các anh hùng liệt nữ đã có công dựng nước giữ nước, tri ân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã gần 1/4 thế kỷ để giữ vững miền Nam. Một phút tri ân quân dân cán chính đã hy sinh. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đồng bào đã vượt biển vượt biên. Phút mặc niệm cho những tù nhân chính trị đã bị chết trong ngục tù của Cộng sản. Phút mặc niệm Quốc Hận 42 năm. Sau đó, Ban Hợp ca Chùa Đạo Quang và Ban Hợp ca Hội Thiện Nguyện đã gửi đến quý thầy, quý Phật tử những bài đồng ca. Mở đầu cho phần đọc kinh cầu siêu trong ngày Quốc Hận, thầy Tịnh Đức trụ trì Chùa Đạo Quang đã có phần đạo từ ý nghĩa ngày lễ Quốc Hận 30 tháng 4. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đánh dấu một cái ngày cáo chung của chế độ Cộng hòa dân chủ tại miền Nam. Trước sự ngưỡng bức của Cộng sản miền Bắc. Và như vậy thì cả nước Việt Nam rơi vào trong cái địa vực thăm tối cho đến 42 năm. Nhớ là cách mạng tháng 8 năm 1945, Hồ Chí Minh chủ trương là cướp được chính quyền. Cướp được chính quyền có nghĩa là chính quyền ăn cướp thì ta có thương dân, thương đất nước đâu. Chúng ta cho ông Tràng Pháo Tay ấy, ông chọn cái chữ mà cướp chính quyền đó. Thành ra sau đó cuộc đấu tố về ruộng đất, ngay Trường Chinh, Đặng Xuân Cư đã tố cha của mình về những cái dị lụy đau khổ cho đến ngày hôm nay. Và cái nước mà Đức gồm có Cộng sản ở bên Đông Đức và Tây Đức cũng không bao giờ đánh nhau, mà Đại Hàn, Bắc Hàn và Nam Hàn cũng không đánh nhau, thì sự cố gì mà miền Bắc đem quân đánh cho miền Nam, mà cái dốt nát, cái nghèo khó mà đi đánh cái người mà có học thức thì nó hơi lạ lùng. Mình ngồi nghĩ lại, đó là cái tai ương đất nước, một sự lãnh đạo sai lầm. Và sai lầm cả 42 năm này, thầy có đọc câu của ông Hồ Chí Minh: bàn tay ta làm ra tất cả với sức người xoải đá cục thành cơm. Nhưng thầy thêm hai câu sau: khi thành cơm thì đảng dành tất cả dời dân ra chuỗi sỏi đá để tìm cơm.
nhớ một điều, cái lòng tham của con người là vô tận, nhưng mà lòng tham nó cũng vừa vừa để cho dân sống được, nên là dân sống không được. Đó là quốc nợ của ngày 30 tháng 4 năm 1975. Còn thứ hai, cái quốc nợ của Phật Mô Sa ở Hà Tĩnh vào 30 tháng 4 năm 1976 đã làm cho bờ biển Việt Nam nhiều tỉnh cá chết, nhiễm độc, và những cái dạng sinh thái ở dưới biển đã không còn tồn tại nữa. Thì người dân trên 2 triệu người không biết sống làm sao. Với số tiền rất là ít oi để đền bù, nhưng mà không đền bù thỏa đáng cho người dân, thì bỏ túi vào cây căm phẫn. Tôi nghĩ đó là một quốc nạn thứ hai của Việt Nam sau 30 tháng 4 năm 1975. Và 30 tháng 4 2016 ở Hà Tĩnh. Suy nghĩ rằng nhà lãnh đạo mà không biết thương dân, nghe câu nói của cụ Phan Bội Châu nói với ông Lý Đông A khi vào học trong Huế, tôi cụ sau này Việt Nam là duy tâm, duy linh hay duy vật. Cụ Phan Bội Châu nói chắc chắn rằng không có duy gì hết, chỉ duy dân. Tất cả mình ở trên thì mình làm sao cho dân được cơm no áo ấm, tự do hạnh phúc, và mình làm cho dân mà đau khổ thì cái duy gì đến nữa cũng trái với đạo nghĩa làm người. Do đó hôm nay Chùa Đạo Quang tổ chức ngày 30 tháng 4 để kỷ niệm cái ngày quốc hận mất nước chúng ta ra đi, và những chiến sĩ miền Nam Cộng Hòa đã bỏ thây từ năm 1954 về Bắc cho đến sau này chúng ta kéo dài cái cuộc chiến đến 3 triệu người mà đã bỏ thay trong cuộc chiến Nam Bắc. Chúng ta hãy đốt cái nén tâm hương để tưởng niệm những người quốc gia đã xả thân để bảo vệ cái miền Nam tự do. Và người đi vượt biển, vượt biên, gần 1 triệu người bỏ mình, chúng ta cũng nghiêng mình thắp nén tâm hương cầu nguyện cho những oan hồn đã chết vì lý tưởng tự do để được vãng sanh cảnh giới an lạc. Cùng cầu nguyện cho tất cả những nạn nhân của động đất, sóng thần, bão lụt là từ trước đến nay, cầu cho được vãng sanh cảnh giới an lạc. Chùa Đạo Quang sở dĩ tổ chức ngày 30/4 không phải nói lên những cái tội ác, mà để nhất tâm cầu nguyện cho những vong linh đã chết tức tuổi về chế độ cộng sản để được vãng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn những vị hảo tâm đem đồ đạc lại đây để cúng dường. Rồi cảm ơn ban nhạc của Chùa Đạo Quang, cảm ơn cô Thu Nga, anh Hạnh đã trên làm sứ ngôn viên vào buổi này, cũng như quý vị cung dân cán chính, tức là các anh võ quan ở trường võ quan Võ Bị Đà Lạt, Võ Bị Thủ Đức đã có mặt hôm nay. Thầy cùng chư Phật tử cùng với đồng hương các bạn hôm nay, thầy xin cảm tạ và tri ân quý vị, cầu xin cho quý vị được mọi sự an lành tịnh lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đồng hương cùng chư người Việt hải ngoại tha hương cúng dường hồi hương đến cho chư hương linh quân dân cán chính, chư hương linh chiến sĩ trần vong, chư hương linh đồng bào vượt biển vượt biên, chư hương linh tập tài của hồn, cầu xin thọ nhận phần thực phẩm cúng dường, cầu xin nội hướng tư đại thiên vương hộ trì bốn châu thiên hải. Một là thiên vương của mê ba, hai là thiên vương ta ta răn ta, ba là thiên vương vía run ha ca, bốn là thiên vương vía run ta ca, là chúa cả chư thiên, chúa chư thiên ấy. Nếu được người cũng dường theo phép nội hướng, người làm được phước. Sau đây là mời các vị sĩ quan cùng mấy chư vị có mặt ở đây lên thắp nhang để tế tưởng niệm trước bàn thờ Tổ quốc của niềm ước chư ân linh của đồng đội cùng các vị chiến sĩ quốc gia tận vong, rồi các
cùng với các đảng phái Quốc dân đảng, Đại Việt, Duy dân đã mất trong tiền chương trình năm 75 đến giờ. Thì tôi xin các vị cũng thọ nhận phần thực phẩm là được ảnh sanh và viên là. Vào trong cái hội trường để vừa nghe nhạc vừa thưởng thức đồ ăn mà cúng dường đây để quý vị nào. Xong phần tụng kinh bên ngoài, quan khách và Phật tử được mời vào trong hội trường dùng cơm tối, trong khi các ban văn nghệ trình diễn văn nghệ quê hương đấu tranh.